Đừng dại thắp hương thế này, dù giàu trăm tỷ, cục sớm vỡ nợ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi hết. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị và các bạn an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn được bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, thắp hương là một nét đẹp văn hóa tâm linh từ nhiều đời nay của dân tộc Việt Nam. Thông thường, người ta thắp hương là để khẩn thiết cúi đầu mong tấm lòng thành kính của mình sẽ quyện theo làn khói thơm hướng về cõi linh thiêng nơi tổ tiên đang ngự trị. Mỗi nén hương được thắp lên gửi gắm nhiều thông điệp của trần gian đối với đất trời, tổ tiên ông bà của mình. Nó cũng làm gia đình ấm áp, lòng người được thanh thản hơn. Do vậy, trong kinh Phật mới có bài kệ: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây phương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Vì tính chất linh thiêng như vậy nên việc thắp hương tuyệt đối không thể tùy tiện có những sai lầm đại kỵ. Khi thắp hương mà nếu phạm phải, gia chủ sẽ tự tay hủy hoại con đường công danh, sự nghiệp cũng như là tài lộc của chính gia đình mình. Dù đang giàu có đến mấy cũng trở về tay trắng, nghèo đói cả đời. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chớ dại thắp hương kiểu này, giàu có mấy cũng trở thành trắng tay, nghèo đói suốt đời. Dâng hương trên bàn thờ tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp dỗ chạp, lễ Tết. Nén hương được thắp lên thì mọi người cảm thấy ấm lòng. Nén hương lúc này không còn là thứ hàng bình thường mà nó đã trở thành một sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân Việt. Nét đẹp đó đã tạo nên và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nén hương được đốt lên gửi gắm nhiều thông điệp của trần gian đối với đất trời, tổ tiên, ông bà của mình. Nó cũng làm gia đình ấm áp, lòng người được thanh thản hơn. Dưới đây là một số nguyên tắc cần ghi nhớ khi thắp hương. 1. Lựa chọn số nén hương thắp lên bàn thờ. Khi thắp hương, người ta thường thắp theo số lẻ, bởi số lẻ tượng trưng cho Phật âm, do đó có thể thắp 1, 3, 5, 7 hoặc 9 nén hương trên mỗi bát hương và ý nghĩa của việc thắp hương các nén hương hoặc ngang theo quan niệm dân gian như sau: thắp một nén ngụ ý bình an, thắp ba nén bảo vệ người trong nhà và đánh đuổi tai ương, thắp năm nén là năm phương trời đất, năm hướng thần linh, cầu mong được trời đất phù hộ được bình an. Thắp bảy nén dùng để mời gọi thiên thần, thiên binh, thiên tướng. Nếu không phải việc bất đắc dĩ thì không nên dùng hương này. Thắp chín nén tín hiệu cầu cứu. Nếu như bất đắc dĩ, không còn nơi nào cầu giúp đỡ nhân lực không thể cứu vãn, hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương cứu giúp muôn dân cứu khổ, cứu nạn. Chín nén hương thường được bày theo ba hàng, ba cột. 2. Quy phạm trong sử dụng hương. Quy phạm trong tôn giáo phần lớn đã được quy định chi tiết trong giới luật của kinh điển tôn giáo, nhưng đôi khi cũng căn cứ theo mỗi người, mỗi khu vực mà có sự khác biệt. Dưới đây sẽ lấy một số ví dụ về quy phạm thường gặp trong sử dụng hương. Dùng hương có nguồn gốc từ hương liệu thiên nhiên làm chính, tránh hương hóa học, vừa làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân, vừa không thể biểu đạt được lòng thành kính. Nên sử dụng hương không hạn chế từ các nơi cúng dường chư Phật như đọc kinh, chài giới, lễ tụng, giảng kinh, thuyết pháp, thỉnh cầu tại gia đình, có thể dùng ở bàn thờ, phòng khách. Cất giữ hương để ở nơi cố định, khô ráo và sạch sẽ. Tốt nhất lựa chọn những hộp hương có thể đậy kín để đựng các loại hương phẩm khác nhau, không để hương chưa đốt trên bàn thờ. Khi lấy hương phải thận trọng, nhẹ nhàng, không nên để hương bị rơi vãi hoặc đổ xuống đất. Cần thường xuyên lau rửa sạch sẽ những đồ vật thường xuyên tiếp xúc với hương như thìa hương, lư hương, hộp hương. Khi thắp hương, cần chú ý phong thái của bản thân phải đoan chính, nghiêm trang. Khoảng cách giữa chỗ đứng và bát hương quá xa hoặc quá gần đều không tốt. Trước khi thắp hương, nên sắp xếp ổn thỏa những vật phẩm cúng dường như hoa quả tươi, nước sạch. 3. Những dấu hiệu bất thường trên bát hương cảnh báo điểm xui xẻo. Bát hương thường được đặt chính giữa bàn thờ tuyệt đối trong một năm, không được xê dịch tùy tiện kéo gia đình gặp tai họa xui xẻo ập đến.
Bạn nên chú ý đến cuối năm, thầy bát hương phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay chân hương. Sau khi dọn mang ra hồ, sông bỏ hoặc là đốt hết, phải giữ lại số chân hương là số lẻ. Điều này sẽ khiến gia đình an yên, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc quanh năm. Bát hương bị đặt chôn trên như đã nói ở trên, bát hương là vật linh thiêng nên cần phải cố định. Bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương chôn trên lệch bên trái hay bên phải. Cho dù bàn thờ lớn nhỏ thế nào cũng phải nhớ có đủ 3 bát hương. Bát chính giữa là bát to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần táo quân. 2 bát hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Trên bàn thờ luôn phải có đèn dầu hoặc là nến để mà thể hiện sự tôn nghiêm, chúng linh thiêng. Không đựng cát trong bát hương. Nhiều gia đình đổ cát vào bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây là một quan niệm sai lầm. Phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm ô uế nên để trong vật linh thiêng như bát nhang thì gia chủ khó mà tránh khỏi tai ương xui xẻo. Tốt nhất, gia chủ nên lấy tro đun bếp được đun bằng trơm bỏ vào trong. Có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà, vui vẻ, hạnh phúc. Không dùng bát hương làm bằng đá. Bát hương làm bằng đá là điều tối kỵ, bởi chất liệu này chỉ phù hợp với miếu, chùa, chứ không phù hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu gia chủ cố tình sử dụng chất liệu này thì rất có thể tài lộc trong nhà sẽ bị mang hết đi. Vậy gia chủ cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ gia tiên? Trên bàn thờ gia tiên thường sẽ bày ít nhất là 2 bát hương, một thờ thần linh, một thờ gia tiên. Cũng có gia đình chỉ có một bát hương thì do là khi xây nhà họ mượn tuổi chưa đổi về gia chủ đúng trên giấy tờ, hoặc cũng có thể là gia đình quyết định thờ chung. Lại có nhà bày 4 bát hương thì do họ tách ra thờ riêng. Bát hương cho tổ cô và bát hương ông mãnh. Có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà, cụ kỵ, bố mẹ, bà cô, ông mãnh, khiến cho bàn thờ bị quá tải. Bày không đúng cách sẽ không được tận dụng được sức mạnh từ tâm linh. Theo quan niệm, chưa kể cũng có nhà trong bát hương không ghi rõ tro cốt là thờ ai, khiến tổ tiên thần linh không có chỗ về để ngự, vô tình lại khiến gia đình phạm lỗi không đáng mắc phải. Bên cạnh đó, gia chủ nên ghi nhớ, không nên thắp hương tùy tiện, chỉ nên thắp hương khi dâng mâm cúng lên tổ tiên với mong muốn gian thờ lúc nào cũng được ấm cúng, không để hương lạnh khói tàn. Nhiều gia đình nhắc nhở con cháu phải thắp hương liên tục trong mấy ngày Tết. Có người cầu kỳ hơn còn giữ thói quen tỉnh dậy nửa đêm để châm hương khi tàn. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Phong thủy, Kiến trúc Đại học Xây dựng cho rằng quan niệm này là không đúng. Theo chuyên gia, mọi người chỉ nên thắp hương vào thời khắc chuyển giao năm mới khi dâng lên tổ tiên, mâm cỗ tất niên hay mâm cỗ cúng. Quý vị thân mến, việc thắp hương lên bàn thờ là tập tục tín ngưỡng đã có từ lâu đời, bắt nguồn từ Trung Quốc và lan truyền sang ảnh hưởng tới nền văn hóa Việt Nam từ thời cổ xưa. Thắp hương mang ý nghĩa rất sâu sắc, thứ nhất là làm cho tâm hồn an yên, tự tại, trầm lặng trước bàn thờ, mọi xô bồ của cuộc sống được gấp lại sang một bên, tâm tư thoải mái cầu khấn những điều mong mỏi. Thứ hai nữa là việc thắp hương sẽ mang đi thông điệp cầu khấn của con cháu tới các bậc gia tiên, thần Phật chứng giám cho lòng thành của mình theo hương thơm lan tỏa khắp mọi nơi. Những lời cầu nguyện ước ao sẽ giúp lòng người có điểm tựa để hướng tới những điều tốt đẹp hơn, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Nếu những điều cầu khấn sẽ trở thành hiện thực, vậy các gia chủ có nên thắp hương hàng ngày không? Câu trả lời là nên thắp hương hàng ngày, vì thắp hương mỗi ngày là một tập tục có từ lâu đời của Việt Nam, thể hiện sự thành kính đối với gia tiên. Các vị thần linh giữ được sợi dây liên kết tấm lòng của người cõi dương với những người đã khuất. Trong đời sống và công việc hiện tại, chúng ta nên dành ra một ít thời gian vào buổi sáng và buổi tối hàng ngày để thắp hương cho không khí trong nhà thêm ấm cúng hơn một chút. Hương trầm lan tỏa trong ngôi nhà. Bạn có thể giúp mở đầu một ngày mới tươi khỏe và kết thúc một ngày làm việc bận rộn. Hương trầm có tác dụng giảm được căng thẳng, lo âu. Thắp hương hàng ngày như thế nào là đúng? Thắp hương hàng ngày là chúng ta nên thắp ở bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên, bếp, thực tài, thổ địa, bàn thờ tổ cô nếu có. Chỉ cần một cây nhang là đủ. Khi thắp, phải cắm ngay thẳng và thành tâm khấn bái.
Nếu nhà có cổng thì nên thắp hai bên cổng, mỗi bên một cây. Trước nhà có một hoặc nhiều cây xanh thì nên thắp ở gốc cây lớn nhất phía trước nhà một cây hương. Thời gian thắp hương mỗi ngày, buổi sáng bắt đầu ngày mới và buổi tối khi khép lại một ngày, chúng ta thắp hương ở những nơi mà chúng tôi đã nêu ở trên với một nén nhang, bởi sự thành tâm là quan trọng nhất. Những lưu ý khi mà thắp hương mỗi ngày: thắp hương phải có lời cầu khấn khi thắp hương ở những nơi được xá đình miếu, có khói hương lên như là có lời mời, lúc đó sẽ có các vong linh quanh đó kéo đến. Người thắp hương phải khấn mời đích danh vong linh của người mình cầu về, hiến hưởng thì mới được người đó, thần đó hiến hưởng và chứng giám. Nếu không có lời cầu khấn thì lễ vật đó coi như là vô chủ, ai hưởng cũng được, thậm chí loại cô hồn có thể kéo đến thụ hưởng, như thế là cộc cốc. Ở nhiều vùng thuộc Nam Bộ, người ta còn thắp hương cho từng gốc cây, gốc nhà, với quan niệm mọi vật đều có đời sống tâm linh của nó, cũng như là để thần thánh hoặc vong hương linh hút vào sức lực để hiển linh. Cách thắp hương và khấn niệm. Một điều chúng ta cần phải ghi nhớ là mỗi lần dâng hương trước bàn thờ, không những dâng hương bằng tấm lòng thành kính của mình mà còn phải có trách nhiệm, tức sự tập trung. Nên cắm từng nén hương với hai tay và cắm cho ngay thẳng, tượng trưng cho tấm lòng ngay thẳng, mặc cho bão táp phong ba không hề rời đổi, giữ nguyên phong cách của người quân tử, tấm lòng trong sạch để lưu lại tiếng thơm với đời, tỏa khắp nơi. Nén hương trầm tỏa ra mùi thơm ngào ngạt như sợi dây máu thịt, nối liền giữa người đang sống với vong linh, những người đã khuất. Vậy nên thắp hương như thế nào để thu hút tài lộc? 1. Ý nghĩa của những nén hương là số lẻ 1, 3, 5. Một nén hương. Buổi sáng người ta thường thắp một nén hương lên ông thần tài, ông địa. Số 1 là số dương, ý chỉ người sống thành tâm, cầu thần linh, cầu mong thần linh phù hộ cho người mua may bán đắt hay được an lành, may mắn. Vì vậy, số 1 thể hiện tấm lòng thành kính. 3 nén hương. Số 3 là số dương. Còn số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau hơn, đó có thể là tam bảo, tức Phật Pháp Tăng, tam giới, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam thời, tức quá khứ, hiện tại, tương lai. Tam vô lậu, học tức giới, định, tuệ của nhà Phật. Trong phong thủy thì số 3 tượng trưng của tam giới thiên tức thời, địa tức đất, nhân tức người. Vì vậy, khi mà cúng dỗ động thổ, cưới xin và làm những việc quan trọng trong đời, thì người ta thường thắp 3 nén hương lên bàn thờ và khấn hoàng thiên tức trời, hậu thổ tức đất, những chiến sĩ trận vong, cô hồn tức nhân phù hộ độ trì. Nhìn chung thì việc người Việt Nam thường thắp 3 nén hương nhằm để thể hiện ý nghĩa là tâm nhang tức lòng thành giới nhang theo lời răn dạy của Phật Thánh Tổ Đường và định nhang, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. 5 nén hương. Con số 5 là năm phương trời đất, năm hướng thần linh. Theo phong thủy thì là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ khi quốc gia hay tập thể, dòng họ tổ chức những việc đại sự có ý nghĩa cao đẹp thì mới thắp 5 nén hương trên hương án, tượng trưng cho cầu ngũ phương, ngũ thổ, ngũ hành, tức là khắp trời đất, chứng giám lòng thành của người đại diện cho dòng tộc, địa phương, đất nước và cầu cho quốc tái dân an. Lên chùa thắp một nén hương. Khi chúng ta đi đền, chùa, chỉ cần thắp một nén hương là đủ. Một nén hương gọi là tâm hương. Tuy chỉ một nén nhưng mà nén tâm hương lại bao gồm ý nghĩa năm sắc hương. Giới hương tự nhắc nhở mình hướng thiện để tâm luôn trong sáng. Định hương giữ cho lòng yên ổn, không bị cái xấu. Tuệ hương làm cho trí não luôn sáng suốt để thu nhận được những điều tốt đẹp. Thiện hương, chi ý kiến hương, giúp ta vững tin, phát triển năng lực trí tuệ. Giải thoát hương, giúp ta buông thả mọi ưu phiền, cũng như những ham muốn tội lỗi. Ngoài ra, việc các chùa hiện nay khuyến khích Phật tử chỉ nên thắp một nén nhang, đó là nhằm tránh hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường với những người xung quanh. Cũng theo nhà Phật, không nên dùng nhang giả, tức nhang điện cắm vào lư hương. Quý vị thân mến, khi thắp nén hương, chúng ta cần dùng hai tay cắm cho ngay thẳng, tượng trưng cho tấm lòng ngay thẳng với ý nghĩa, mặc cho bão táp phong ba vẫn không hề thay đổi. Vẫn nguyên cốt cách của người quân tử để lưu lại tiếng thơm với đời, tỏa khắp nơi.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận dưới video này. Và đừng quên đăng ký kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.